Khoảnh khắc vua bóng đá Pele đoàn tụ cùng các con trên giường bệnh. Bệnh tình của Pele vẫn luôn được cập nhật từng giờ khi nhiều trang báo cho biết tình hình ông chuyển biến xấu. Mặt khác, nhiều đoạn video đã quay cận cảnh quốc gia Brazil rút trên chuẩn bị đám tang với quan tài bằng vàng cho vua bóng đá. Được biết trước đó, vào ngày 4 tháng 12, ESPN đưa tin Pele mắc COVID-19 nên nhập viện khẩn cấp. Tình trạng của ông nguy kịch khi nhịp tim dưới mức bình thường, phổi có vấn đề, triệu chứng khò khè. Trước đó, ngày 3 tháng 12, phía gia đình thông báo vua bóng đá chưa phải tới phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 12, nhiều bản tin nói thêm Pele đã biến chuyển nặng khi rối loạn chức năng tim, thận. Theo báo cáo, những ngày qua, hóa trị không còn được cơ thể vua bóng đá tiếp nhận. Đồng thời, phía gia đình vua bóng đá đã gác lại mọi hoạt động, kể cả lễ Giáng sinh để túc trực bên cạnh Pele. Con gái Kelly luôn quan tâm tới việc mạng xã hội đưa thông tin về bố mình một cách chính xác nhất. Đồng thời, cô cũng đã đăng tải bức ảnh nằm lên ngực ôm bố vào lòng. 7 người con của Pele đang cố dành cho bố những điều tốt đẹp nhất. Họ cập nhật những bức ảnh kèm dòng trạng thái xúc động lên trang cá nhân viết về người bố vĩ đại. Kelly đồng thời cũng đã đăng ảnh 7 anh chị em trong gia đình khi quyết định dành ngày Giáng sinh bên cạnh bố và cầu nguyện điều an lành. Với sự nghiệp vĩ đại, Pele là ngôi sao hàng đầu, được cả Brazil xem như báu vật. Chính vì vậy, tình hình sức khỏe của ông là điều đáng được người Brazil quan tâm hàng đầu lúc này. Các bạn nghĩ sao về huyền thoại bóng đá này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.